Mình chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Nghĩa Quyền TV. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng vẽ phác họa để chúng ta ghép ảnh với nhau trong ứng dụng Camaster. Thì ngay bây giờ các bạn sẽ khởi động ứng dụng Camaster lên và chúng ta sẽ tạo ra một cái khung hình đứng như thế này. Tiếp tục thì các bạn sẽ nhìn sang bên tay trái, chúng ta có một cái bánh răng ở đây, các bạn sẽ nhấn chọn vào. Sau đó các bạn chọn vào phần đang chỉnh sửa. Và các bạn sẽ điều chỉnh cái thời gian ảnh mặc định ở đây khoảng 4.5 giây. Sau đó chúng ta sẽ quay trở ra. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nhấn chọn vào phương tiện. Các bạn sẽ đi vào phần tài sản hình ảnh. Và tại đây các bạn sẽ chọn một cái lớp nền màu trắng. Sau đó các bạn sẽ kéo dài thời gian của lớp nền này ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào trong khu vực làm việc. Các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp. Sau đó các bạn chọn phương tiện. Và đơn giản là chúng ta sẽ đưa hình ảnh đầu tiên vào. Bây giờ thì các bạn muốn lắp đầy cái khung hình màu trắng này thì đơn giản các bạn sẽ nhìn qua thanh công cụ phía bên tay phải và các bạn thấy cái chữ chuyển đổi ở đây, các bạn sẽ nhấn chọn vào và các bạn sẽ kéo thanh công cụ lên. Các bạn sẽ kéo đến về cuối cùng và ở đây thì các bạn thấy có một cái ô hình chữ nhật được lắp đầy, các bạn sẽ nhấn chọn vào và như vậy là cái hình ảnh của chúng ta là lắp đầy đi cái khung màu trắng. Bây giờ các bạn sẽ quay trở ra. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đưa một cái hiệu ứng vẽ phác họa vào. Thì tiếp tục các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp, sau đó các bạn đi vào phần hiệu ứng. Tại đây các bạn sẽ tải cho mình một cái hiệu ứng mang tên là Phác Thảo ở trên cửa hàng Camaster về. Và sau khi các bạn tải xong, chúng ta sẽ đi vào phần hiệu ứng. Các bạn chọn hiệu ứng Phác Thảo 1. Các bạn bấm quay trở ra. Các bạn muốn cho cái hiệu ứng này phủ đầy toàn màn hình thì đơn giản chúng ta sẽ nhìn sang bên tay phải. Chúng ta có cái thanh công cụ chuyển đổi ở đây, các bạn nhấn chọn vào. Các bạn kéo đến cuối cùng và chúng ta có một cái hình chữ nhật lấp đầy, các bạn sẽ nhấn vào như thế này. Tiếp tục thì các bạn sẽ vào phần bánh răng cài đặt của thanh công cụ. Và chúng ta thay đổi đi một số cái thông tin liên quan đến hiệu ứng. Về độ mạnh các bạn có thể tăng đến tối đa. Độ trừu tượng chúng ta có thể giảm xuống như thế này. Và cuối cùng đó là cái thanh tối ưu hóa thì các bạn có thể giảm xuống để chúng ta có một cái bức phác họa rõ nét hơn. Ở bước tiếp theo thì mình sẽ chèn một cái hình ảnh tay cầm bút vào và sau đó thì mình sẽ tiến hành thiết lập hiệu ứng vẽ phác họa. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp, các bạn vào phương tiện và các bạn sẽ đưa cái hình ảnh tay cầm bút vào. Mình đã đính kèm trong phần mô tả, các bạn có thể tải về và các bạn sử dụng thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập hiệu ứng vẽ phác họa. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ di chuyển cho cái hình bằng tay cầm bút này, chúng ta di chuyển khuất đi. Và các bạn sẽ nhìn sang trái, chúng ta có một cái hình chiếc chìa khóa ở đây, các bạn sẽ nhấn chọn vào. Đây là cái keyframe dùng để thiết lập chuyển động cho hình ảnh và video và cũng như là một số cái yếu tố khác. Bây giờ tại cái khu vực làm việc của chúng ta, các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ này sang phải một xíu. Và chúng ta thấy một cái vòng tròn có dấu cộng hiện lên ở phía trên đây, các bạn nhấn chọn vào. Và các bạn sẽ di chuyển cái hình bằng tay này xuất hiện ở một cái vị trí thích hợp. Tiếp tục thì các bạn sẽ di chuyển sang phải một xíu. Và các bạn sẽ di chuyển cái hình bằng tay chúng ta ở vị trí như thế này. Và tiếp tục thì chúng ta lại di chuyển sang phải đối với cái thanh màu đỏ. Và một cái vòng tròn có dấu cộng hiện ra, chúng ta lại bấm vào. Và bây giờ trên khung hình thì các bạn lại di chuyển cái hình bằng tay của chúng ta đến một cái góc trái phía trên như thế này. Ok, và các bạn lại di chuyển cái thanh màu đỏ sang phải một xíu nữa. Và tại vị trí này thì các bạn sẽ di chuyển hình ảnh của cô gái chúng ta lùi về phía sau. Và đối với cái phần hiệu ứng thì chúng ta cũng sẽ cho lùi về phía sau như thế này. Bắt đầu tại vị trí này thì chúng ta sẽ làm cho cái hiệu ứng bằng tay cầm bút của chúng ta vẽ phác họa ra và hình ảnh của chúng ta sẽ từ từ xuất hiện. Ok, thì các bạn sẽ tiếp tục chúng ta di chuyển đến phần bức ảnh ở đây của cô gái. Và các bạn sẽ thiết lập một cái hiệu ứng xuất hiện của hình ảnh này. Các bạn lại nhìn qua thanh công cụ phía bên tay phải, chúng ta có phần trong hoạt ảnh, các bạn sẽ nhấn chọn vào. Và các bạn sẽ kéo thanh công cụ, chúng ta kéo đến phần cuộn xuống và các bạn sẽ đẩy cái thanh thời gian này đến tối đa. Thì chúng ta sẽ được một cái hình ảnh xuất hiện như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ để cái thanh màu đỏ tại vị trí đầu ảnh.
Tiếp tục tại cái vị trí mà của cái bàn tay cầm bút, chúng ta lại chọn vào cái hình chiếc chìa khóa phía bên tay trái. Và bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ ở phía dưới khu vực làm việc, các bạn sẽ di chuyển sang phải như thế này. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh phác họa chúng ta từ từ xuất hiện. Bây giờ tại vị trí này, tiếp tục các bạn sẽ nhấn chọn vào cái hình tròn có dấu cộng ở phía trên đây. Và các bạn sẽ di chuyển cái chiếc bút của chúng ta đến cái vị trí góc như thế này. Tiếp tục thì các bạn lại di chuyển thanh màu đỏ sang phải một xíu. Và chúng ta lại di chuyển cái hình bàn tay cầm bút, chúng ta chạm vào cái góc trái như thế này. Tiếp tục thì các bạn sẽ làm tương tự cho đến khi mà cái hình ảnh phác họa chúng ta hiện ra hết. Thì các bạn cứ thiết lập các dấu chấm đỏ này chúng ta gần gần nhau. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng phác họa nó nhìn đẹp mắt hơn. Sau khi các bạn đã thiết lập xong hiệu ứng chuyển động cho bàn tay cầm bút, thì bây giờ chúng ta lại chọn vào hình ảnh cô gái một lần nữa. Và các bạn sẽ để ý thanh công cụ phía bên tay phải chúng ta. Các bạn thấy cái từ hoặc ảnh xóa lớp ở đây, tức là cái hiệu ứng ra. Lúc nãy thì chúng ta đã thiết lập hiệu ứng vào, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập hiệu ứng ra. Các bạn sẽ chọn vào hoặc ảnh xóa lớp. Các bạn sẽ chọn hiệu ứng mờ dần như thế này. Và chúng ta cũng sẽ giữ nguyên thời gian, đó là 1 giây. Các bạn sẽ bấm quay trở ra. Và đối với hiệu ứng phác thảo thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ chọn vào hiệu ứng phác thảo. Và các bạn để ý vào thanh công cụ phía bên tay phải, hoặc ảnh xóa lớp ở đây, các bạn nhấn chọn vào. Chúng ta cũng chọn hiệu ứng mờ dần và vẫn là 1 giây. Thì mục đích đó là khi mà chúng ta có một cái sự chuyển giao giữa hình ảnh phác họa và chúng ta sẽ biến đổi thành một cái hình ảnh màu sắc ban đầu. Ok, thì và các bạn cũng đừng quên rằng là nếu các bạn muốn nhấn mạnh hơn cái hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta vẽ phác họa, thì các bạn sẽ nhấn chọn vào cái nền màu trắng này. Sau đó các bạn sẽ chọn vào phần là mờ nét ảnh. Để cho cái hiệu ứng vẽ phác họa của chúng ta nó hài hòa hơn. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có bốn cái viền đen ở bốn góc như thế này. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ về phía cuối hình ảnh của chúng ta, hình ảnh của cô gái. Và tại đây thì các bạn sẽ chèn một cái hình ảnh cô gái giống như vậy một lần nữa. Các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp, sau đó đi vào phương tiện và chúng ta lại chọn lại cái hình ảnh cô gái này. Và các bạn sẽ làm cho cái hình ảnh này lấp đầy khung. Thì chúng ta cũng sẽ vào thanh công cụ chuyển đổi ở đây. Chúng ta kéo đến cuối và chọn vào hình chữ nhật lấp đầy. Thì đó là lý do mà mình sẽ thiết lập cái hiệu ứng ra mờ dần để chúng ta có một cái sự chuyển giao giữa hai hình ảnh với nhau. Và đối với cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới thêm vào thì các bạn cũng sẽ nhấn chọn vào và chúng ta sẽ thiết lập cái hiệu ứng vào. Các bạn sẽ vào phần trong hoạt ảnh ở đây và các bạn cũng chọn hiệu ứng mờ dần và chúng ta cũng để giữ nguyên 1 giây. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái sự chuyển giao rất là nhẹ nhàng. Và các bạn muốn cho nhiều cái hình ảnh mà chúng ta có hiệu ứng phác họa với nhau thì cuối mỗi cái hình ảnh mà các bạn thêm vào thì chúng ta cũng đừng quên, đó là chúng ta sẽ thiết lập hiệu ứng ra. Thì cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới thêm vào, các bạn có thể nhấn chọn vào và các bạn chọn hoặc ảnh số lớp như thế này. Sau đó các bạn sẽ chọn hiệu ứng mờ dần để khi mà chúng ta thiết lập một cái hiệu ứng tương tự về vẽ phác họa đối với hình ảnh tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái sự chuyển giao rất là êm đềm và nhẹ nhàng. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lồng ghép thêm một số cái hiệu ứng cần thiết. Thì ví dụ như tại cái vị trí mà cái hình ảnh góc của chúng ta xuất hiện như thế này thì trước đó mình sẽ chèn thêm một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng trái tim. Ok, thì tại vị trí này cuối cái hình ảnh cái tay cầm bút của chúng ta, các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp, sau đó các bạn sẽ vào phần nhãn dán và các bạn sẽ tải cho mình một cái nhãn dán tên là cơn mưa trái tim, các bạn có thể tìm thấy ở trên cửa hàng. Và các bạn sẽ chọn một cái hình trái tim bự như thế này. Đây là một cái hình trái tim sẽ nổ ra những cái cánh hoa. Sau đó thì các bạn sẽ bấm quay trở ra. Bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển làm sao cho cái hiệu ứng của chúng ta kết thúc và đến khi chuyển giao sang một cái hình ảnh như thế này thì các bạn sẽ cắt cái hiệu ứng tại đây. Các bạn sẽ để cái thanh màu đỏ tại vị trí này
Và các bạn sẽ nhìn lên thanh công cụ của chúng ta có một cái chữ cắt và phần chia ở đây, các bạn sẽ nhấn chọn vào. Các bạn chọn cắt bên phải bởi vì chúng ta đang thừa ở phần bên phải. Và nếu các bạn muốn cho cái phần nhãn dán trái tim của chúng ta phủ đầy toàn màn hình thì đơn giản các bạn cũng sẽ chọn vào cái phần nhãn dán một lần nữa. Và các bạn sẽ nhìn vào cái thanh công cụ phía bên tay phải, chúng ta có chuyển đổi ở đây, các bạn nhấn chọn vào. Các bạn cũng sẽ kéo về cuối, chúng ta chọn vào hình chữ nhật lấp đầy. Sau đó các bạn quay trở ra và như vậy chúng ta sẽ được một cái hiệu ứng lấp đầy khung hình. Thì bây giờ khi mà cái hiệu ứng hình trái tim của chúng ta mất đi thì tại vị trí này, cái vị trí mà hình ảnh góc ban đầu màu sắc xuất hiện lên, thì chúng ta có thể chèn thêm một cái hiệu ứng khác để làm cho khung video trở nên nổi bật hơn nữa. Thì các bạn sẽ nhấn chọn vào lớp, sau đó các bạn đi đến phần nhãn dán. Và tại đây các bạn sẽ đưa một cái phần nhãn dán mà các bạn yêu thích để chúng ta trang trí thôi, đơn giản là vậy. Ví dụ như mình sẽ có một cái phần nhãn dán này và mình sẽ chọn một cái hình trái tim màu vàng chẳng hạn. Và các bạn sẽ bấm quay trở ra. Các bạn muốn phủ đầy màn hình thì tiếp tục chúng ta chọn vào chuyển đổi. Và chúng ta cũng sẽ kéo về cuối, chọn vào hình chữ nhật lấp đầy như thế này. Và bây giờ các bạn muốn cho nhãn dán và hình ảnh hài hòa hơn thì các bạn sẽ vào phần pha trộn cũng trên thanh công cụ. Chúng ta kéo thanh công cụ lên vào phần màn hình thì như vậy chúng ta sẽ được hình ảnh nhãn dán và hình ảnh cô gái hài hòa hơn. Việc đơn giản còn lại là chúng ta sẽ kéo dài thời gian của nhãn dán này ra bằng với thời lượng của cái hình ảnh, như vậy là xong. Và nếu như các bạn muốn sử dụng hiệu ứng vẽ phác họa này cho hình ảnh tiếp theo để chúng ta ghép nhiều hình ảnh với nhau trở thành một cái album, thì đơn giản bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ về phía cuối cái hình ảnh góc thứ nhất mà chúng ta vừa mới thêm vào. Và tại vị trí này các bạn sẽ đưa hình ảnh tiếp theo. Chúng ta cũng vào lớp, vào phương tiện và chúng ta đưa hình ảnh thứ hai vào. Các bạn cũng sẽ phóng to hình ảnh này ra. Thì đơn giản đối với các bước mà mình đã hướng dẫn ở hình ảnh thứ nhất thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự đối với hình ảnh thứ hai mà thôi, không có gì khác. Ok, các bạn sẽ bấm vào lớp và sau đó chúng ta cũng sẽ vào phần hiệu ứng và các bạn đưa hiệu ứng phác thảo vào. Chúng ta cũng sẽ phóng to hiệu ứng này ra. Và sau đó các bạn sẽ vào phần cài đặt và chúng ta cũng thiết lập những cái thông số tương tự như hình ảnh thứ nhất. Và các bạn cũng sẽ bấm vào hình ảnh và tại đây thì chúng ta cũng sẽ thiết lập hiệu ứng vào, đó là trong hoạt ảnh. Chúng ta cũng chọn hiệu ứng cuộn xuống và các bạn cũng sẽ tăng lên thời gian tối đa. Đối với hiệu ứng hoạt ảnh số lớp, tức là hiệu ứng ra, thì các bạn cũng sẽ chọn hiệu ứng vào dần và chúng ta thời gian thì vẫn giữ nguyên. Thì bây giờ các bạn sẽ đưa cái hiệu ứng bàn tay có cây bút vào thì chúng ta sẽ sử dụng đối với cái hình ảnh mà chúng ta đã làm ở đầu. Và chúng ta không cần phải làm lại bởi vì rất là tốn thời gian. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ở góc trái phía trên màn hình. Và sau đó các bạn sau đúp ra cái hình ảnh tay cầm bút này. Chúng ta sẽ kéo cái hình ảnh vừa mới sao chép chúng ta khớp với lại hình ảnh thứ hai. Và bây giờ thì đơn giản chúng ta sẽ điều chỉnh lại các yếu tố có trong khu vực làm việc sao cho hợp lý với nhau. Ok, đơn giản bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ này về cái vị trí khi mà cái tay cầm bút của chúng ta ở vị trí như thế này. Các bạn sẽ kéo cái hình ảnh thứ hai lùi về phía sau thanh màu đỏ. Và đối với cái hiệu ứng phác thảo thì chúng ta cũng sẽ kéo lùi về sau như thế này. Các bạn có thể xem lại xem rằng là hiệu ứng và hình ảnh của chúng ta đã khớp hay chưa. Nếu mà khớp rồi thì bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ này về phía sau cái hình ảnh tay cầm bút. Và tại đây thì các bạn sẽ thiết lập một cái nhãn dán khác để chúng ta trang trí và cũng như là tạo nên một cái sự chuyển giao cho hình ảnh. Ok, các bạn sẽ bấm vào lớp, sau đó các bạn thêm nhãn dán mà thôi. Ở đây thì chúng ta cần một cái trái tim lớn giống như đối với hình ảnh vẽ phác họa thứ nhất. Và các bạn cũng sẽ bấm vào chuyển đổi, sau đó chúng ta lấp đầy khung như thế này. Và các bạn cũng sẽ di chuyển cái thanh màu đỏ này đến đây thì hiệu ứng của chúng ta sẽ mất đi. Tại vị trí này các bạn sẽ bấm vào cắt hoặc là phân chia và chúng ta loại bỏ đi cái phần bên phải. Ok, ngay bây giờ thì các bạn sẽ đưa cái hình ảnh tiếp theo, tức là chúng ta sẽ đưa lại cái hình ảnh thứ hai mà lúc nãy chúng ta vừa mới thêm vào. Và các bạn cũng bấm vào lớp, rồi các bạn bấm vào phương tiện và chúng ta thêm lại cái hình ảnh thứ hai như thế này. Các bạn cũng sẽ chuyển đổi để chúng ta lấp đầy khung hình. Và tại đầu ảnh thì các bạn cũng sẽ bấm vào và các bạn cũng thiết lập hiệu ứng mờ dần. Tại cuối ảnh thì chúng ta sẽ vào hoạt ảnh số lớp và các bạn cũng chọn mờ dần như thế này. Ok,
thì các bạn có thể xem lại rất là đơn giản và dễ dàng với những cái bước mà mình đã hướng dẫn. Và tại cái vị trí chuyển giao như thế này, các bạn cũng có thể thêm một cái hiệu ứng khác để trang trí. Thì chúng ta sẽ bấm vào lớp, vào phần nhãn dán, và các bạn sẽ chọn một cái nhãn dán mà các bạn yêu thích để chúng ta đưa vào thôi, đơn giản là vậy. Ví dụ mình sẽ vào cái nhãn dán lấp lánh và mình sẽ thêm một cái nhãn dán trái tim như thế này. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ bấm vào chuyển đổi để chúng ta lấp đầy khung hình. Rồi các bạn sẽ vào phần pha trộn. Tại đây thì các bạn sẽ vào cái hiệu ứng màn hình như thế này để chúng ta tạo nên một cái sự hài hòa với nhau. Ok, đơn giản là vậy. Và các bạn cũng có thể thiết lập cho cái nhãn dán này hiệu ứng vào và ra. Ví dụ như trong hoạt ảnh thì chúng ta có thể chọn mờ dần, và hoạt ảnh xóa lớp thì cũng chọn mờ dần như thế này. Và tương tự đối với các hình ảnh tiếp theo, nếu mà các bạn muốn sử dụng hiệu ứng thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như là mình đã hướng dẫn. Ok, và đây là thành quả mà chúng ta đã tạo ra từ nãy giờ. Thì như vậy, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng phác họa để chúng ta tạo ra một cái album ảnh rất là ấn tượng và thú vị trên ứng dụng Camaster. Và đến đây thì video hướng dẫn của mình cũng xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết đoạn video này. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.